À, nha, bữa nay mùng 7 mình đi tết cá cái măng đó nha nhà. Mời cả nhà thôi chăng mình nha, mình đi tết theo muốn nè. Con gì ập quá bự đây rồi. Vừa lúc đậu. Lúc đậu rồi cả nhà ơi. Nó tắt luôn rồi. Nó bắt thề cờ quá sâu rồi. Thua luôn. Bắt ra trời. Quá sâu rồi lúc đầu rồi. Thua rồi. Trời ơi ổn ghê. Quá sâu rồi. Lúc đầu rồi. Lên. Trời thua rồi. Cá bự ghê luôn. Quá sâu. Tiêu rồi. Bự ghê cá trời. Chỗ nó sâu dữ không biết. Ông ục luôn. Lên tim cho bá luôn, nó sâu quá. Lại coi. Nó có tập lên không? Quá to rồi. Còn đây. Tiêu rồi. Trời hay cá lóc trời. U cá lóc ở nhà ơi. Lóc một con đầu tiên nghe nha. Bây giờ chắc cá lóc không quá. Xong. Siêu ngư lục. Ghê trời. Mỏ này lội bển cả nhà ơi.
Bên này khó đi quá, đi hết nổi. Thôi có không? Nó sâu không biết, lúc đầu không biết nữa. Bên này khó đi quá, có cá cục quá ục, mình bắt không được, không muốn quá cả, không muốn. Bên đây nó kính mình để đi hơn chút. Quá chuối. Cặp lóc ơi, còn không nữa. Thật lên còn không biết nữa. Kỳ tận đúng luôn, tiêu rồi, con xèo luôn hả? Ủa cái lóc con ta ơi, trời nổi lên luôn, mất tiêu rồi trời. Gì ta? Đây đây đây. U, cọp ơi nữa cả nhà ơi. Muốn sống rồi. Cọp bự nữa, hơn nửa ký. Thấy nổi lên cỏ gan. Nửa ký cái nhà quá bự cá lóc. Tưởng tôi không mắc nữa chứ hả? Thấy nó nổi lên cỏ gàng luôn á. Quá sâu rồi, rồi như cái con muốn không cũng được. Thôi đi lâu rồi không hỏi cái chừng cái lắm vậy á, chết con nữa nè, chết nổi bình luôn. Ủa sao nó tiêu vậy trời? Trời ơi, tiêu nữa rồi trời.
có sức kệ người ta. Quá luôn trời, sao tiêu người ta. Tiêu người ta. Tiêu luôn rồi trời. Đi ghê. Coi coi dòng bờ không. Mới phịch lên luôn gõ kìa. Tiêu luôn trời. Tại mất tiêu luôn cả nhà ơi. Phịch lên gõ gàng luôn mà. Kỳ không biết đi. Giống còn nãy. Có cái giờ vớt được rồi. Không có giờ. Ôi trời. Thì quá. Đại lử chứ. Con gì không có đụng bụng. Quá sâu. Ê, cá lóc nữa. Này con. Đóng nhiều cái thịt lên mình thấy được. Tại cái máy này nó mạnh quá. Cái máy này nó mạnh dữ lắm nghe nha. Ở trong này thì chết là không có thấy đường. Tôi muốn không mà không thấy đường. Anh để cái này lên.
cặp hết nổi rồi. Bàn cá lóc cũng chưa còn nữa ta. Cái máy này nó đánh nổi lên hết trơn à, mà tại vì con muốn này nó không có nổi, nó nổi lên nó dưng cái bọ với nó chìm lại. Trời có gì vậy, lúc trước trời thấy được luôn, có nhìn nước này không đó, con gì trời ghê hả, con gì chạy ghê chạy vô đó rồi. Thôi video cũng tới đây ngưng ở nhà, để mình cho cả nhà xem cá nè. Mình đi test đủ ăn được rồi. Được ba cá lóc cũng có lý quá cho nhà chi mấy. Đây. Ba cá lóc luôn. Có cá lóc bự chà bá luôn. Có cá lóc chà bá với hai cá lóc lứa bự cũng trọng chứ không có nhỏ. Nhưng còn cái gô